Mình đi ra nước ngoài là thứ bình thường, mình không cần phải thăm khám kiểm tra lại. Ok, xin chào các bạn. Hôm nay bác sĩ gặp lại một anh hàng đã thực hiện một cái combo hàng loạt can thiệp. Wow. À, đến bây giờ nếu mà kể ra thì có khi quên mất những mình làm những gì rồi đúng không em? Bạn ấy làm phẫu thuật mũi mí này, còn những cái tiêm thì mình tiêm môi này, tiêm hàm, tiêm cằm đúng không? Và mình làm một loạt can thiệp một lúc như thế thì lúc đầu em có ngại là mình làm nhiều quá không? Dạ cũng có, sợ là người khác có nhận ra. Nhưng mà khi mà mình làm nó hài hòa phù hợp thì nó cũng tự nhiên thôi đúng không? Thì hôm nay là hơn chục ngày rồi thì em thấy là khi mà mình làm một loạt như thế này thì thấy không làm thay đổi nhiều quá không? Cũng nhiều, mọi người đều bảo là xinh hơn rất là nhiều. Nhưng mà nó cũng không bị giả quá đúng không? Dạ vâng, ai cũng bảo là tự nhiên. Mình làm nó phù hợp thì nó sẽ hài hòa thôi. Đặc biệt là cái phần mí mắt này, cái phần mắt là mọi người rất là hay sợ cái việc là mình bị cắt giả quá đúng không? Đấy thì em thấy là cái mí sau khi can thiệp thế nào? Đẹp. Nhìn nó tự nhiên đúng không? Cái đôi mắt nó kéo dài hơn và cái mí mình rõ hơn nhưng mà nó không hề bị to đúng không? Mình cắt đúng bằng cái size tự nhiên thôi là nó sẽ rất là đẹp, nó cân đối nhau nhưng mà nó không bị to giả quá đúng không? Và cái mũi mình cũng thấy mình làm rất là tự nhiên hài hòa thôi, mà cái mũi mình nâng cấu trúc nhưng mà cái đầu mũi mình làm rất là tròn, rồi là cái sống mũi thứ mình làm nó cũng có độ cao nhẹ, mặc dù nó cao hơn cái mũi gốc của em nhiều nhưng mà nó sẽ rất là cân đối tự nhiên thôi, thì như thế nó phù hợp với khuôn mặt mình hơn, nó hài hòa hơn, thì làm sao là khi mà mình điều chỉnh nó sẽ khắc phục được cái điểm mà nó đưa về cái tỷ lệ cân đối hài hòa là nó sẽ đẹp đúng không? Đấy, còn những cái phần khác như là tiêm gọn hàm này, cả mọi thứ là nó sẽ phù hợp với nhau ở những cái thành phần bên dưới của mình đúng không? Đấy, thì em thấy là những cái phần tiêm thế nào? Hài lòng ạ, thế một tại vì em bị một bên lệch nên là em thấy là nó cân hơn, đúng em không? Thấy tự tin hơn. Mặt mình nó sẽ cân đối hơn đúng không? Đó, khi mà mình điều chỉnh thì làm sao mình tinh chỉnh được những khuyết điểm mình, nó rất là nhẹ nhàng thôi, không cần phải làm quá lên đúng không? Thì nó đã rất là hài hòa phù hợp rồi thì nó sẽ cân đối hơn. Chỉ có khắc phục những khuyết điểm thôi, mình không làm bị quá, không bị làm bị giả lên thì nó sẽ là ok nhất đúng không? Đúng. Đó thì hôm nay là hơn chục ngày như này rất là lành rồi. Còn lại thì nó sẽ còn ổn định thêm tầm khoảng tầm 1 đến 3 tháng là cái thời gian mà nó sẽ ổn định hoàn toàn. Thì đấy thì mình hoàn toàn mình đi ra nước ngoài thứ bình thường, mình đi vài năm mình không cần phải thăm khám kiểm tra lại đúng không? Thì nó sẽ ok hơn. Đó. Đấy thì như vậy là rất là tốt rồi.